Chào mừng quý thầy cô, các bạn sinh viên cùng toàn thể quý vị khán giả đang đến với bản tin OU News tháng 4 của trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một số nội dung chính trong tháng vừa qua. Lễ khai giảng chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo hình thức trực tuyến khóa 1 năm 2018. Trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với Đại học Joyce, Đại học Lutz. Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ đào tạo từ xa và vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018. Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học của trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với công ty chứng khoán Bảo Việt chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc Olympic cơ học lần thứ 30 năm 2018 khu vực phía Nam. Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ chương trình liên kết Việt Bỉ năm 2018. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017-2018. Và ngay sau đây, xin mời quý thầy cô và các bạn đến với một số bản tin chi tiết. Nhằm kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kết hợp với công tác sơ kết phong trào phụ nữ hai giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà năm học 2016-2017, Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Sáng ngày 1 tháng 4, tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo hình thức trực tuyến cho 295 tân sinh viên khóa 1 năm 2018. 28 năm hình thành và không ngừng đổi mới, từ ngọn cờ đầu cho chương trình cử nhân đào tạo từ xa truyền thống, đến nay với xu hướng phát triển của giáo dục thế giới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nhà trường đã triển khai phương thức đào tạo trực tuyến e-learning, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đào tạo. Chiều ngày 6 tháng 4, tại cơ sở 97 Võ Văn Tần của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi chiếu phim tọa đàm với chủ đề Ấn phẩm nghiên cứu, khoa học và chợ, thu hút được sự quan tâm của đông đảo quý thầy cô, các anh chị sinh viên trong và ngoài trường. Mở đầu chương trình là phim Muốn giảm béo hãy ăn chocolate, khoa học đang bị thao túng ra sao. Thước phim chỉ ra rằng, nghiên cứu giả dối cũng có thể được công bố trên một tạp chí mang tên khoa học và cùng với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông, kết quả không chính xác từ một công trình ngụy khoa học đã được truyền đi rộng rãi. Trong chuyến công tác Ý của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 4, do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Joyce, thành phố Joyce và Đại học Lutz. Các bên đã có những buổi làm việc về chính sách học bổng cho du học sinh, chương trình đào tạo trao đổi giảng viên, cơ hội hợp tác đào tạo để mở chương trình tại Việt Nam, cùng tham gia dự án Emerus, hợp tác nghiên cứu khoa học. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lễ ký kết hợp tác với công ty chứng khoán Bảo Việt chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hợp tác lần này, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, hội thảo về định hướng nghề nghiệp, chia sẻ các kỹ năng cần thiết và kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tiễn cho sinh viên. Phía công ty Bảo Việt sẽ hỗ trợ triển khai các chương trình thực tập, tuyển dụng dành cho sinh viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, nhà trường sẽ hỗ trợ công ty Bảo Việt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên của công ty chứng khoán Bảo Việt. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và trao bằng cử nhân kỹ sư đợt 1 năm 2018 cho các anh chị sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học của trường. Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, với sự quyết tâm, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu kiên trì của bản thân, thêm vào đó là sự giảng dạy tận tình, tâm huyết của các thầy cô, sự quan tâm của nhà trường, các anh chị sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, tại cơ sở 97 Võ Văn Tần đã diễn ra buổi giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học do khoa đào tạo sau đại học tổ chức. Chuyên ngành cao học công nghệ sinh học có nhiệm vụ đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng tăng cao của đất nước.
và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục sau đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Với chuẩn đầu ra chất lượng, về kiến thức và kỹ năng, nhiều cơ hội về việc làm dành cho các thạc sĩ tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học, bao gồm cả công ty nước ngoài, các doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty tư nhân. Và ngay sau đây, xin mời quý thầy cô và các bạn đến với một số bản tin được đưa bởi đài truyền hình về trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng vừa qua. Thưa quý vị, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018. Đây là hoạt động trọng tâm của nhà trường nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực, giải quyết vấn đề có phương pháp khoa học và tạo điều kiện phát triển tham gia các cuộc thi, cuộc nghiên cứu. Năm học 2016-2017, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã có 9 đề tài đạt giải được xếp hạng 5 toàn quốc. Từ những kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục xây dựng các giải pháp để thúc đẩy và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tuyên dương các sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cấp bộ và cấp thành phố. Hội nghị cũng là dịp để giao lưu trao đổi kinh nghiệm với sinh viên, giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải và các đơn vị có liên quan, tiếp thu ý kiến đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, định hướng hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học 2017-2018. Cuộc thi Olympic cơ học khu vực phía Nam vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục Đào tạo, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam tổ chức, thu hút hơn 400 sinh viên của 17 trường đại học tham gia. Cùng với khu vực phía Bắc và miền Trung, Olympic cơ học khu vực phía Nam do Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai, được xem là cuộc thi trí tuệ nhằm phát triển và khuyến khích các tài năng trẻ trong lĩnh vực cơ học, đẩy mạnh phong trào học tập các môn cơ học trong các trường đại học, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu giữa những người yêu thích, say mê và gắn bó với cơ học, lĩnh vực có tầm bao phủ trong rất nhiều ngành khoa học kỹ thuật. Tại cuộc thi, các thí sinh đã thi 7 môn tự luận và 5 môn ứng dụng tin học trong cơ học. Là lần thứ 30 tổ chức, cuộc thi Olympic cơ học đã góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, đồng thời là cơ hội để phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ có niềm đam mê về lĩnh vực cơ học. Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ 2018 cho 44 học viên thuộc chương trình đào tạo liên kết Việt Mỹ. Các thạc sĩ tốt nghiệp lần này thuộc các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, quản trị tiếp thị và truyền thông, quản trị chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Được xây dựng bởi Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tự do Brussels của Mỹ, chương trình đào tạo liên kết cao học nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp các nhà quản lý có năng lực và kỹ năng làm việc tốt, dần chuyển giao công nghệ đào tạo cao học cho Việt Nam và phát triển hợp tác quốc tế giữa hai quốc gia. Với giáo trình và phương pháp học tập hiện đại, chương trình có tính ứng dụng cao và phát huy tính chủ động nghiên cứu của học sinh. 44 tân thạc sĩ tốt nghiệp năm nay đều là những cán bộ quản lý trung cao cấp của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn tại thành phố và các tỉnh. Sau 23 năm triển khai và được đánh giá cao về chất lượng, chương trình liên kết Việt-Mỹ đã đào tạo gần 1.300 thạc sĩ cho khu vực phía Nam. Kính thưa quý vị, trong tháng vừa qua, có rất nhiều hoạt động sôi nổi của các bạn sinh viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một số hoạt động của các bạn trong tháng vừa qua. Nhằm chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2018, Hội trại rèn luyện thủ lĩnh sinh viên 2018 We Are Your OU Leaders với chủ đề Người Tiếp Lửa đã diễn ra vào ngày 24 tháng 3 2018 tại khu du lịch Bò Cạp Vàng. Hơn 300 sinh viên chia thành 6 đội trại phải di chuyển từ các chướng ngại vật mà ban tổ chức đã đặt ra, kết hợp với các trò chơi dưới nước đầy thú vị được tổ chức ngay sau khi thủ tục nhập trại đầy sắc trẻ, đòi hỏi các bạn không những có thể lực tốt mà còn có sự khéo léo, nhanh nhẹn, vận dụng được trí thông minh của mình. Bên cạnh đó, kỹ năng làm việc nhóm, sự sáng tạo luôn là được ban tổ chức đặt ra để các bạn rèn luyện tổ chức thủ lĩnh bên trong mình. Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Tháng Thanh niên 2018, ba khoa Xã hội học, Công tác xã hội Đông Nam Á, Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh đã tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng diễn ra vào chiều 25 tháng 3 tại cơ sở Nguyễn Kiệm. Cuộc thi có sự tham dự của 110 bạn thí sinh. Các câu hỏi xoay quanh các chủ đề liên quan đến Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về bạn Phạm Thị Thu Cúc, sinh viên năm 3 khoa đào tạo đặc biệt. Chiều ngày 1 tháng 4, đoàn trường Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho 100 cán bộ đoàn hội chủ chốt đến thăm hỏi, giao lưu với lữ đoàn pháo binh 434. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động tháng thanh niên. Sau buổi giao lưu, các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế một ngày trong quân đội với các hoạt động tăng gia sản xuất, tham quan các cơ sở vật chất, tập luyện các chiến sĩ, giao lưu bóng chuyền giữa hai đơn vị và cuối cùng là đêm giao lưu văn nghệ với các tiết mục vui tươi dễ thương nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp từ hai bên đơn vị. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, tại cơ sở Nguyễn Kiệm, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Honda Lead Phát Tiến tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 300 sinh viên trong trường, được chia thành hai phần, lý thuyết và thực hành. Chiều ngày 23 tháng 3 tại cơ sở Nguyễn Kiệm đã diễn ra buổi hội thảo For Secret of Learning English được Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Quality Training Solution tổ chức. Để học tập và hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế, tiếng Anh tốt là một trong những điều kiện và lợi thế cho các bạn trẻ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn mà cuộc cách mạng 4.0 được nhắc đến rất nhiều và sôi nổi ở nước ta thì tiếng Anh lại là một công cụ bắt buộc, rất quan trọng trong mỗi người. Trọng tâm thế đón đầu cuộc cách mạng một cách tốt nhất, giúp phát triển bản thân, công việc trong tương lai. Định hướng nghề nghiệp, việc làm cho các bạn sinh viên theo ngành luật ngay từ năm nhất. Ngày 14 tháng 4 vừa qua tại cơ sở Nguyễn Kiệm, Khoa Luật đã tổ chức buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp, công việc trong hệ thống các cơ quan tư pháp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành luật có nhiều cơ hội làm việc trong cơ quan nhà nước, ở tòa án, viện kiểm sát các cấp và có thể công tác trong ngành công an nếu đủ điều kiện đầu vào. Đều là những chức vụ quan trọng, có thể áp dụng các kiến thức về luật. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, tại cơ sở Nguyễn Kiệm của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Ngày hội Sinh viên và Pháp luật 2018 với chủ đề Legal Basics do Khoa Luật tổ chức. Đây là một trong những chương trình thường niên của nhà trường nhằm mang pháp luật đến gần hơn với sinh viên. Chủ đề của chương trình năm nay là Legal Basics, pháp luật nền tảng, đã được ra đời dựa trên ý nghĩa đó. Legal Basics 2018 đã thu hút gần 1.000 sinh viên đến từ các khoa tham gia, với gian hàng sinh viên năm tốt, các gian hàng pháp luật và cuộc thi rung chuông vàng. Ngày 6 tháng 4 vừa qua, hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt năm 2018 với chủ đề đánh thức ước mơ vĩ đại đã đến với Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh trong sự háo hức chào đón của hơn 300 sinh viên tại hội trường 602 cơ sở Võ Văn Tần. Hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt là hành trình do Tập đoàn Trung niên khởi xướng và triển khai từ năm 2012 đến nay. Ngày 8 tháng 4 vừa qua đã diễn ra đêm gala chung kết cuộc thi Tôi, người thủ lĩnh tài ba mùa thứ tư. Cuộc thi đã trải qua 3 mùa và được tiếp nối mùa thứ tư với hành trình tìm ra những quán quân, những người thủ lĩnh sinh viên tài ba, nhiệt huyết và sôi nổi trong các hoạt động phong trào sinh viên. Mùa 4 với chủ đề Người tiếp lửa được bắt đầu vòng 1 vào ngày 11 tháng 3 năm 2018. Trải qua 4 vòng thi, bạn Đặng Như Phương, sinh viên khoa quản trị kinh doanh đã đạt xuất sắc giải quán quân. Kính thưa quý vị, bản tin OU News tháng 4 đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý đón xem. Và xin kính chào và hẹn gặp lại.